Nguyễn Trọng Khang đã khởi động cây C9 đầu tiên, C9 tấn 1. Trương Đình Vũ cũng có C9 bình 8. Cả hai kỳ thủ đã khởi động ván đấu với sự cẩn trọng và chắc chắn. C9 bình 6. Trương Đình Vũ có C8 khống chế lộ 2 của đối thủ. Và Nguyễn Trọng Khang có C6 khống chế lộ 4. Chúng ta hãy cùng chờ xem Trương Đình Vũ sẽ quyết định khởi động quân cờ nào. C8 tấn 4 ngăn chặn không cho tốt 3 của đối thủ sang sông, đồng thời cũng có thể ngăn cản cây mã 3. Nguyễn Trọng Khang không vội vàng, C1 bình 2 đề nghị đổi xe. Chắc chắn Trương Đình Vũ sẽ phải cân nhắc thiệt hơn ở nước đi này. Hiện tại nếu đổi xe thì cây C1 của Trương Đình Vũ vẫn đóng quân tại doanh trại, trong khi Nguyễn Trọng Khang đang có C6 rất dễ dàng cơ động để áp đảo những quân cờ của Trương Đình Vũ. Một lần nữa, ban tổ chức xin được cảm ơn công ty cổ phần in báo Thanh Hóa, fgamecatungup.com, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại Khang Long Giáp Bìa Gia là những đơn vị đồng hành cùng game show đấu trường cờ Việt. Vẫn chưa có quyết định cuối cùng của Trương Đình Vũ có đổi xe với đối thủ hay không. Rất có thể anh sẽ đưa C8 bình 6. C8 bình 6 là một sự lựa chọn đúng đắn. Ở nước đi tiếp theo, Trương Đình Vũ sẽ còn có cơ hội để khởi động cây mã 3. Tốt 7 và tốt 3 đang đối đầu với nhau. C2 tấn 4. Đáp trả lại, Trương Đình Vũ thực hiện một nước đi vừa phòng thủ, chắc chắn vừa có thể cản trở không cho tốt 3 của đối thủ tràn sang phần sân của mình. Với hình cờ hiện tại thì Nguyễn Trọng Khang đang có những vị trí quân khá thuận lợi để kết hợp giữa phòng thủ và tấn công. Trương Đình Vũ lúc này C1 vẫn đóng quân tại doanh trại. Tuy nhiên với hình cờ hiện tại
thì ưu thế chưa hoàn toàn nghiêng về phía kỳ thủ nào. Xe 1 bình 3, vừa bảo vệ mã, vừa tìm cơ hội để có thể di chuyển cây xe 1 ra khỏi vị trí đóng quân. Tốt 9 tấn 1. Tốt 3 tấn 1. Ngay lập tức xe 6 bình 7. Nguyễn Trọng Khang vẫn đang kiên trì hướng tấn công vào trung lộ. Tuy nhiên thế trận chưa thực sự rõ ràng và anh cũng chưa chuẩn bị đủ những quân chiến để có thể thay đổi cục diện ván đấu. Mã 3 tấn 4. Bây giờ thì lực quân tấn công của Nguyễn Trọng Khang đã đông đảo hơn rồi. Tuy nhiên tấn công vào lỗ 5 ở thời điểm này đối với Trương Đình Vũ chưa phải là thời điểm thực sự thuận lợi cho Nguyễn Trọng Khang. Trương Đình Vũ đã tăng cường sức mạnh phòng thủ, sĩ 4 tấn 5. Nguyễn Trọng Khang đưa ra quyết định tốt 7 tấn 1. Lại có một cuộc đối đầu giữa tốt 7 và tốt 3. Trương Đình Vũ đề nghị đối thủ đổi xe. Nếu như sau phần khai cuộc, Nguyễn Trọng Khang đề nghị đối thủ đổi xe và Trương Đình Vũ đã không đồng ý, thì bây giờ là ngược lại. Trương Đình Vũ đề nghị đối thủ đổi xe và chúng ta hãy chờ xem Nguyễn Trọng Khang có đồng ý với đề nghị này hay không. Đổi xe rồi. Nguyễn Trọng Khang cũng không thể đưa cây tốt 7 của mình sang sông được. Anh đã quyết định mã 4 tấn 5. Đổi mã và nhường lỗ 5 lại cho pháo 5 của Nguyễn Trọng Khang.
Cuối cùng Trương Đình Vũ đã bình pháo 9 bình 5. Trọng Khang quyết định pháo 8 bình 5, vẫn kiên trì khu vực trung lộ của đối thủ. Mã 4 tấn 3 truy đuổi cây pháo 5 của Nguyễn Trọng Khang. Pháo 5 thoái 1. Nếu Trương Đình Vũ tiếp tục mã 3 tấn 4 thì Nguyễn Trọng Khang sẽ xe 2 bình 6. Nguyễn Trọng Khang ngay lập tức xe 2 bình 5. Tốt của mình sang sông. Đổi lại, Nguyễn Trọng Khang sau khi tiêu diệt cây tốt 3 thì anh không thể bảo vệ được cây tốt 5. Quý vị và các bạn thân mến, đây là ván đấu đầu tiên trong trận đấu giữa Nguyễn Trọng Khang Hà Nội gặp Trương Đình Vũ Huế. Ván đấu đã đi được 2 phần 3 thời gian và thế trận lúc này là khá cân bằng. Mỗi kỳ thủ còn 4 quân cờ tấn công mạnh và 2 tốt bền sĩ tượng. Ở những nước đi tiếp theo, nếu cả hai kỳ thủ đều duy trì sự chắc chắn của mình thì ván đấu này rất dễ đi đến kết quả hòa. Nguyễn Trọng Khang đã phòng thủ sĩ 6 tấn 5. Trương Đình Vũ đang có pháo 5 và xe 5, có thể tấn công về khu vực trung lộ của đối thủ. Và vì vậy sự phòng thủ của Nguyễn Trọng Khang lúc này là không thừa. Đúng như vậy, pháo của Trương Đình Vũ đã đạp cò. Vẫn chỉ là một nước đi đổi quân. Trương Đình Vũ đã mất một tượng. Mã 9 tấn 7 kết hợp giữa bảo vệ tốt 9 vừa có thể triển khai tấn
tấn công về phía khung thành của đối thủ. Tuy nhiên, cây xe 5 của Trương Đình Vũ lúc này đang đứng ở vị trí ngăn cản khả năng triển khai tấn công của Nguyễn Trọng Khang. Lúc này Trương Đình Vũ đã hơn đối thủ một tốt rồi. Đổi lại anh đã mất một tướng. Tuy nhiên với Nguyễn Trọng Khang thì cây mã và cây xe có sức di chuyển linh hoạt và nguy hiểm hơn là xe và pháo khi mà Nguyễn Trọng Khang vẫn đang bền sĩ tượng. Nguyễn Trọng Khang đang truy bức cây tốt 9. Như vậy, tốt 9 và tốt 1 đã đối đầu nhau. Trương Đình Vũ vẫn hơn đối thủ một tốt. Xe pháo tốt. Nguyễn Trọng Khang xe mã bền sĩ tượng. Dĩ nhiên là Nguyễn Trọng Khang phải bảo vệ cây mã này rồi. Anh tiêu diệt tước 5 chiếu tướng và sau đó sẽ di chuyển cây mã này. Mã 5 tấn 3. Nguyễn Trọng Khang đang theo đuổi chiến thuật tấn công. Tuy nhiên với một xe một mã, trong khi Trương Đình Vũ vẫn đang còn hai cặp sĩ, hai cây sĩ thì rất khó để có thể kết thúc được ván đấu. Lợi thế lúc này đang nghiêng về Trương Đình Vũ khi anh đang có cây tốt 9 kết hợp với pháo 9 và xe 3. Nguyễn Trọng Khang chuyển pháo 9 sang lỗ 1.
Bây giờ sẽ là những nước đi gì nhỉ? Trường Đình Vũ rất muốn đưa cây tốt chín sang sông. Tuy nhiên Nguyễn Trọng Khang đã định vị cây mã ba của mình khống chế hướng di chuyển của cây tốt chín. Cơ hội để Trương Đình Vũ đưa tốt 9 tấn 1. Ưu thế trên bàn cờ bắt đầu nghiêng về Trương Đình Vũ khi mà cây tốt chín đã sang sông. Bộ ba xe pháo tốt của Trương Đình Vũ sẽ phải khoan thủ hàng phòng thủ của Nguyễn Trọng Khang với hai cây sĩ, xe mã và tượng. Thời gian của Nguyễn Trọng Khang cũng thua hơn đối thủ tới gần 1 phút. Quỹ thời gian của hai cây thủ đã cân bằng nhau hơn. Trương Đình Vũ vẫn chưa thể đưa nhanh cây tốt chín của mình.
Bây giờ là lúc người chơi Trương Đình Vũ sẽ kết thúc ván đấu. Vâng, xin chúc mừng anh với chiến thắng ở những giây cuối cùng. Bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với ván đấu thứ hai. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiếp ván đấu thứ hai, trận đấu ở vòng đấu thứ ba, game show đấu trường cờ Việt giữa Nguyễn Trọng Khang Hà Nội và Trương Đình Vũ Huế. Ván đấu đầu tiên, Trương Đình Vũ đã giành chiến thắng ở những giây phút cuối cùng. Ván đấu thứ hai, Trương Đình Vũ là người đi trước. Xe 1 bình 2. Ở ván đấu đầu tiên, cả hai kỳ thủ đã thể hiện lối chơi chậm rãi, chắc chắn và khá kín kẽ, cân bằng cho tới suốt 3/4 thời gian ván đấu. Ở ván đấu thứ hai này, hai kỳ thủ trong phần khai cuộc cũng di chuyển quân với tốc độ rất cẩn trọng và chậm rãi. Bây giờ rất có thể nước đi tiếp theo xe 9 bình 4. Anh đã đi một nước cờ phòng thủ, sĩ 4 tấn 5. Ngay lập tức, Nguyễn Trọng Khang xe 1 bình 2. Như vậy, lộ 2 đã được Nguyễn Trọng Khang chiếm giữ bằng việc bình xe ở vị trí này. Trương Đình Vũ xe 2 tấn 4. Mã 7 tấn 6. Xe 2 tấn 4. Tương tự như ván đấu đầu tiên, Nguyễn Trọng Khang là người đưa được những cây xe tham gia vào thế trận sớm hơn đối thủ của mình. Đổi mã rồi. Ngay lập tức, Trương Đình Vũ đã tiêu diệt cây mã này, tiếp tục chiếm giữ lỗ 5. Sau gần 2 phút suy tính cuối cùng, Trương Đình Vũ xe 2 bình 4. Như vậy, hướng tấn công vào trung lộ của Trương Đình Vũ vẫn được duy trì. Nguyễn Trọng Khang đã triển khai cả hai xe tham gia vào trận chiến. Tuy nhiên, tới lúc này thì cả xe 2 và xe 4 vẫn chưa phát huy được hết uy lực. Nhằm giảm sự nguy hiểm cho khung thành của mình, Nguyễn Trọng Khang pháo 3 bình 4. Và rất có thể hai khẩu pháo này sẽ nã đạn vào nhau. Như vậy hai khẩu pháo đã nã đạn vào nhau rồi. Hướng tấn công trung lộ của Trương Đình Vũ vẫn được duy trì.
Như vậy Nguyễn Trọng Khang đã quyết định sẽ tướng năm bình bốn. Và cũng có thể ở nước đi tiếp theo, anh sẽ phát huy tiếp uy lực của cây xe 2, xe 2, xe 4, tướng 4 và cây pháo 5 sẽ là những quân cờ chiến rất mạnh, uy hiếp khung thành của Trương Đình Vũ. Trương Đình Vũ, xe 9, bình 6, đề nghị đối thủ đổi xe. Nguyễn Trọng Khang đã đồng ý đổi xe với đối thủ. Như vậy có thể nói công sức của anh để thiết kế hướng tấn công này đến bây giờ đã tiêu tán rồi. Lại phải thiết kế một hướng tấn công mới, trong khi Trương Đình Vũ vẫn đang có pháo 5 xe 4 hết sức lợi hại. Xe 2 tấn 3. Nước di chuyển quân này không gây ra nhiều khó khăn cho Trương Đình Vũ. Xe 2 bình 3. Và bây giờ Trương Đình Vũ sẽ tượng 3 tấn 5. Vừa bảo vệ tốt vừa bảo vệ tượng, thế trận phòng thủ sẽ chắc chắn hơn rất nhiều. Và lúc đó anh sẽ có thời gian để phát triển hướng tấn công bên cánh phải khi tốt 3 tấn 1 và tượng 3 tấn 2. Nguyễn Trọng Khang, pháo 5 bình 2, nhằm đưa cây pháo này về phía hàng đáy của đối thủ ngay lập tức. Trương Đình Vũ đã bình tướng và lúc này tướng 4 tấn 1. Trương Đình Vũ đã nhìn thấy trước ý đồ tấn công của Nguyễn Trọng Khang. Và lúc này thì hàng phòng thủ của Trương Đình Vũ vẫn đang rất chắc chắn. Ban tổ chức xin được cảm ơn công ty cổ phần in báo Thanh Hóa fvmcatungup.com, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại Khang Long Giáp Bìa Gia là những đơn vị đồng hành cùng game show đấu trường cờ Việt. Pháo 2 bình 4 cản tượng, tạo cơ hội cho tượng xe 3 tiêu diệt tượng 7.
xe ba bình bốn, tiêu diệt sĩ sáu của Trương Đình Vũ. Chắc chắn Trương Đình Vũ sẽ không chịu khoanh tay ngồi yên. Tốt ba tấn một. Trương Đình Vũ đang khẩn trương đưa cây mã ba của mình tham gia vào thế trận tấn công vào cánh trái của Nguyễn Trọng Khang. Pháo 4 bình 2. Chỉ với một pháo một xe để tấn công trong khi Trương Đình Vũ vẫn đang còn cặp tượng có mã pháo và xe bảo vệ. Chính vì vậy khả năng giành chiến thắng khi tấn công trực diện vào khung thành của Trương Đình Vũ là không khả thi.
Tiếp tục là một nước đi rất tinh quái của Trương Đình Vũ. Pháo 1 đang uy hiếp xe 4. Vâng, lúc này Nguyễn Trọng Khang đã chiếu tướng rồi. Trương Đình Vũ không thể sử dụng pháo 1 của mình để chiêu tướng. Nguyễn Trọng Khang đã có cây xe 8 ngăn chặn hướng tấn công này. Mã 3 tấn 4. Vừa cản tượng và khi có cơ hội thì sẽ thực hiện nước pháo 1 tấn 3 để chiêu tướng. Bắt buộc Nguyễn Trọng Khang phải luôn luôn để cây xe 8 ở vị trí này để phòng thủ. Cây xe 4 của Trương Đình Vũ, cây mã 4 của Trương Đình Vũ cũng đồng thời gây khó cho Nguyễn Trọng Khang nếu anh thoái xe về hàng đáy của mình. Tiếp tục là những nước chiếu tướng nhì nhằng. Thời gian của Nguyễn Trọng Khang cũng không còn nhiều. 2 phút 54 giây, Trương Đình Vũ còn tới 6 phút 20 giây. Trương Đình Vũ đã chiếu tướng và như vậy anh đã chấp nhận để mất cây xe thứ hai của mình. Với việc để mất cây xe hai này, có thể nói chiến thắng đang đến rất gần với Trương Đình Vũ.
Vâng, lúc này người chơi Nguyễn Trọng Khang đã chấp nhận thua đối thủ ở ván đấu thứ hai. Chung cuộc, Trương Đình Vũ giành chiến thắng.